Quý vị và các bạn thân mến, tượng thần vệ nữ Milo được tìm thấy vào ngày 8 tháng 4 năm 1820 trên đảo Milos ở biển Aegea, Hy Lạp bởi người nông dân sống trên đảo cùng với một viên sĩ quan người Pháp có tên là Olivier Vatier. Sau đó, thì Vatier đã báo với cấp trên về việc này. Sau này, người Pháp đã mua lại tác phẩm nghệ thuật này với một khoản tiền nhỏ. Tới năm 1821, bức tượng được đưa tới Pháp để dâng cho vua Louis 18. Sau đó, thì vua Louis 18 đã trao lại cho bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris và nó được cất giữ tại đây cho tới ngày nay. Tượng được điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng cao khoảng 2,04 m, thể hiện sự cân đối tràn đầy sức sống của nữ thần. Theo những nhà khoa học, bức tượng được chế tác từ khoảng năm 130 tới 100 trước Công nguyên. Ngay từ khi được tìm thấy, bức tượng đã mất đi hai cánh tay và đến nay đó vẫn là một điều bí ẩn. Trước đây người ta cho rằng hai cánh tay đã bị phá hủy vào năm 1820 trong một trận chiến trên bờ biển Milos khi mà các thủy thủ Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ tranh giành tác phẩm này. Phần lớn học giả ngày nay thì đều tin rằng hai cánh tay đó đã bị mất trước khi bức tượng được Vatier và người nông dân tìm thấy. Là một di sản của nền văn minh Hy Lạp cổ đại, tượng thần vệ nữ Milo được coi là một trong những tác phẩm điêu khắc cổ điển đẹp nhất thế giới.